Xin chào mọi người đã ghé xem kênh Thủy Canh Tại Gia của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan vườn rau Thủy Canh của mình nha mọi người. Tháng này mình có trồng lại một số cải đó mọi người. Cải bẻ giống, cải bẻ xanh, cải salad đâu mọi người. Để mình dẫn đi mọi người xem coi nó phát triển như thế nào nha mọi người. Cái vườn rau Thủy Canh dưới đây thì còn rất nhiều cải ngọt nha mọi người. Cải ngọt với một số cải bẻ trắng dụ cũ còn lại nha mọi người. Có một số cải bẻ xanh mình cũng mới để lên cái vàng này nè mọi người. Một số cải bẻ giống mình cũng đang ươm lại mọi người. Này cũng khoảng ươm cũng gần 2 tầng rồi đó mọi người. Đang phát triển rất ok mọi người. Cái cải bẻ giống này là loại giống mới mọi người. Mình cũng chưa trồng loại cải này. Để đợt này mình trồng coi nó phát triển như thế nào nha mọi người. Các cái loại cải này thường cũng đơn giản dễ trồng mọi người. Thì em mình thấy thì đa số người ta có trồng bên thổ canh đó mọi người. Nhưng mà mình sẽ thử nghiệm, mình sẽ trồng tất cả đều là thủy canh hết nha mọi người. Lấy nó ra ăn ra rất là tốt mọi người. Ở trên đây là cải bẻ xanh nha mọi người. Mình đem lên vàng mình trồng cũng hơn tuần rồi đó mọi người. Cũng 8-9 ngày rồi. Thấy phát triển rất ok mọi người. Cải ra rất tốt mọi người. Cái vàng thủy canh bên đây thì cái mùa này thì mình trồng cải bẻ xanh nha mọi người. Mùa này nắng nó xoay chiều mọi người. Nắng nó dội hướng này. Xây chè cho anh cái mấy cái vàng cái canh ở đây thì bắt đầu mình trồng lại nha mọi người. Mình thấy nó cũng rất ok. Để rất tốt đó mọi người. Mấy cái tháng trước thì nắng nó hướng nắng chỗ khác đó mọi người, cho nên cái vàng này nó thiếu nắng rất là nhiều. Cho nên mình không có trồng lại nữa. Bên đây là một số cải ngọt dụ cũ nha mọi người. Cải ngọt dụ cũ với số cải bẻ trắng còn dụ cũ mọi người. Mấy cải ngọt ở đây mình thu hoạch cũng mấy đợt rồi đó mọi người.
còn rất là nhiều. Mình thu hoạch mình tước cái bẹ đó thôi đó mọi người, chứ mình không có cắt cái gốc. Đây còn số cải bẹ trắng nè mọi người. Cái vụ cũ mấy cây nhỏ nhỏ giờ nó đang lớn lớn nè mọi người. Mùa này thì mấy cái vàng ở dưới đây thì hướng nắng tốt nha mọi người. Cho mình trồng lại mấy cái rau cải rồi dưới đây. Đây thì cái vàng dưới đây thì mình trồng cải ngọt thôi nha mọi người. Cải ngọt với một số cải để trắng. Cái này cái đợt thu hoạch được hết rồi mọi người. Nên mình gia đình mình ăn cũng không có hết, cho nên mình thu hoạch thì thường mình tước cái bẹ mình ăn thôi mọi người, để cho nó ăn lâu lâu chút xíu. Cầm còn rất là non mọi người, khi nào nó già già nó ra bông thì mình mới cắt bỏ mọi người. Như cây này ra bông để nay mai mình cắt luôn. Cái vàng bên đây nè mọi người, mùa này nắng rất là tốt nha mọi người. Hôm nay đang mình quay buổi sáng nè mọi người, khoảng 9 giờ nắng chiếu vô hướng này rất là tốt mọi người. Nắng hướng này với buổi chiều nó nghiêng qua mấy hướng bên đây thì nó đều được nắng hết nha mọi người. Trên mấy tháng này là cái dạng dưới đây trồng rất ok luôn mọi người. Dạng đây mình đang trồng lại cải bẹ xanh nha mọi người. Cái dạng này mình trồng riêng cải bẹ xanh thôi. Cái vàng bên đây thì mình thu hoạch hết rồi nha mọi người. Mình đang thêm làm một số cải bẻ giống này kia mọi người, để mình đem lên đây mình trồng lại. Để mình lên trên đây cho mọi người xem mấy cái vàng rau trên đây nha mọi người. Dàn ra trên đây thì cái trụ này thì mình đang trồng lại cải xà lách nha mọi người. Cái mùa này gần tới Tết đó mọi người, khí hậu rất là tốt luôn. Nó mát mà mát mát và nó không nắng lắm mọi người. Trồng mấy cái cải này nó rất là thích hợp mọi người. Trên thằng Tết này mình sẽ trồng lại một số cải xà lách ra cho cả nhà ăn cho nó dễ ăn mọi người. Thấy cái cải này thì nó dễ ăn. Cái xà lách này mình đem lên mình trên trụ mình cũng hơn một tuần rồi đó mọi người.
đang phát triển rất tốt mọi người. Để rất ok luôn. Cái dàn trụ trên dàn thủy canh trên đây thì còn cải ngọt nhiều lắm nha mọi người. Mấy cái cải ngọt thì mình trồng xen lại liên tục à. Với một số cải bể trắng vụ cũ nè mọi người. Đây là một số cải bể xanh mình ương mình chuẩn bị đem lên trồng luôn nè mọi người. Rễ dài dữ lắm rồi. Cải bể xanh này gọi là cải bể xanh lá đá vàng đó mọi người. Lá nó hơi vàng vàng. Mình chuẩn bị đem vàng trồng luôn nè mọi người. Rễ dài lắm rồi. Cái dàn trụ bên đây thì cải bể trắng cũng hết luôn rồi nha mọi người. Bể trắng mấy cái vụ cũ mình cũng đang thu hoạch cho nó hết rồi. Để mình đem mấy cái cải bể giống mình lên trồng lại nha mọi người. Đây cũng còn một số rau muống nha mọi người. Số cải bể trắng vụ cũ nè mọi người. Thì rồi có cái đợt mình về quê á mọi người, số cải bể trắng mình nó bị chết á mọi người. Cái lượng dung dịch thủy canh mình phải kiểm tra mỗi ngày mọi người, chứ mình để mình không kiểm tra là nó cái nồng độ mà nó tăng cao là nó gây chết cây á mọi người. Đây còn một số vụ cũ cải bể trắng vụ cũ mình cứu lại cũng còn sống mà mọi người, cũng còn phát triển ok. Một số rọ mọi người mình cứu nó lại cho nên còn đỡ mình thấy cũng còn rất ok. Đây là một số cải bể giống đó mọi người. Mình cũng đem lên dàn trồng khoảng hơn tuần rồi mọi người. Thấy nó phát triển rất ok mọi người. Cái giống này giống mới đó mọi người. Thì cái đợt này mình trồng thử cải bể giống nhiều nha mọi người. Mình cũng đang ươm thêm cải bể giống đó mọi người. Khoảng hơn tuần mà nó phát triển như vậy là thấy ok rồi đó mọi người. Để nó cũng rất dài rồi. Trụ mình đây thì mình đang trồng loại cải xà lách đó mọi người. Này cũng gần 2 tuần rồi đó. Khoảng 10 ngày. Phát triển rất ok mọi người. Cái xà lách này là giống cũ của mình đó mọi người. Nó cũng còn rất nhiều, mình mua đi trồng lâu lắm mới hết ra một gói á mọi người. Trên mình tranh thủ mình trồng cho nó hết mọi người, chứ cái giống mà để lâu rồi nó sẽ hư á.
Cái trụ bên đây thì còn có một vài cây gãy bay trắng thôi nha mọi người. Thì rồi nó cũng chết hết trơn rồi. Số nó mình do mình về quê lâu quá đó, chết không số cứu không được mọi người. Cái trụ này thì mình đang ôm lại một số cải bể giống để mình đưa lên đó mọi người. Mùa này mình sẽ trồng nhiều cải bể giống nha mọi người. Đây là một số cải bể giống mình đưa mà chuẩn bị đem lên trồng luôn nè mọi người. Há cũng lớn hết trơn mọi người. Cái rễ nó cũng ok đó. Chuẩn bị mình đem lên vàng mình trồng luôn rồi mọi người. Mấy cải ngọt là mình trồng chủ lực nha mọi người. Cây này thì nó phát triển cũng rất ok mọi người, quanh năm đều có thể mình trồng được. Có mùa nắng thì nó hơi eo ột, nó không tốt bằng những cái mùa mát mát mọi người, nhưng mà vẫn trồng ăn được mọi người. Trên cây này mình sẽ trồng sen liên tục, có thể quanh năm mình có mình ăn mọi người. Trên đây gió quá trời cho nó bị ngã nè. Cây này nó to quá nè, nằm đây thôi. Mùa này mình trồng rất nhiều cải xà lách, cải bị giống với cải bay xanh nha mọi người. Hai cái thùng mình trồng rau cần cua nè mọi người. Giờ cái đầu mình cắt hết á mọi người, mình nhổ hết mấy cây cũ rồi, mấy này là cây con đang lên nè mọi người. Mấy cái hạt nó rụng xuống lên rất là nhiều mọi người. Nó nhiều quá thì đợt này mình sẽ dâm ra mọi người. Chứ nó dày đặc quá thì mấy cái rau này không có tốt. Nó lớn lớn thì chuẩn bị là mình sẽ cho dinh dưỡng vào, nó sẽ phát triển rất là nhanh mọi người. Mình trồng thủy canh này nó bao thu hoạch lắm mọi người. Video nó hơi dài rồi nha mọi người. Mình cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau của mình.
Xin chào mọi người.